Chào bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn về tour chinh phục đỉnh Pù Luông 2 ngày 1 đêm. Hy vọng bạn sẽ có một chuyến đi vui vẻ và nhiều trải nghiệm. Điểm nổi bật của chương trình: có được cái nhìn chân thực về cuộc sống địa phương của các vùng miền núi Pù Luông, khám phá sự đa dạng sinh học phong phú của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tận hưởng những chuyến đi bộ xuyên rừng tuyệt vời, một trải nghiệm đích thực cho những người yêu thích mạo hiểm. Trong chuyến du lịch trekking 2 ngày này, đoàn có nhiều thời gian để khám phá vùng núi Pù Luông với hoạt động trekking qua một số địa danh và bản làng tiêu biểu nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Điểm nhấn của chuyến đi là khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông với đỉnh Pù Luông, cao 1.700 so với mực nước biển, điểm hội tụ của vẻ đẹp thiên nhiên nổi bật, văn hóa kỳ thú và tính đa dạng sinh học cao. Ngoài ra, còn có hoạt động cắm trại ngủ trong rừng, uống cà phê trên mây đẳng cấp ngàn sao. Chi tiết chương trình: ngày 1, chinh phục đỉnh Pù Luông cao 1.700m. Sáng 7 giờ xuất phát từ Hà Nội đi thẳng Pù Luông. Đến Pù Luông ăn trưa tại homestay Bản Báng. Sau đó đoàn bắt đầu chuyến leo đỉnh Pù Luông, ở đây với nhiều trải nghiệm như ngắm toàn cảnh Pù Luông, băng qua khu rừng rậm, rừng trúc. Sau khoảng 5 đến 6 tiếng đoàn sẽ đặt chân lên đỉnh Pù Luông, chụp ảnh check-in và di chuyển về rừng trúc cắm lều, ngắm hoàng hôn, giao lưu bữa tối cùng anh em Potter, ngủ qua đêm trong lều. Ngày 2, bản Kho Mường. Sau khi ăn sáng tại lều, đoàn bắt đầu chuyến đi tuyệt vời của đoàn ngày hôm nay với thời gian khoảng 4 tiếng. Chuyến đi bộ xuyên rừng sẽ dẫn bạn qua rừng rậm trên một con đường đầy đá, và đoàn sẽ khám phá sơn đồng xứ Thanh Hang rơi Kho Mường ngay cạnh bản Kho Mường, một ngôi làng yên bình với khung cảnh tuyệt đẹp. Hãy dành thời gian của bạn để hòa mình vào khung cảnh yên bình và không khí trong lành ở đây. Ăn trưa ở bản Kho Mường sau đó lên xe về Hà Nội. Kết thúc chuyến tour lúc 7 giờ tối. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể để lại comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.